Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 1994, chúng ta ở tại Sâm Hạ và chúng ta làm lễ bế mạc khóa tu học mùa đông. Chúng ta đã bắt đầu khóa tu bằng kinh Chuyển Pháp Luân, tức là bài pháp thoại đầu tiên mà Bụt nói. Bụt nói ở tại Vườn Lai gần thành phố Benares. Trong bài pháp thoại này, Bụt nói đến bốn sự thật và con đường của tám sự hành trì chân chánh. Và trong suốt 3 tháng chúng ta đã học và đã cố đem ra thực hành cái giáo lý về bốn sự thật và con đường của tám sự hành trì chân chính. Ngày hôm qua chúng ta có học một câu trong Luận Ngữ của Đức Khổng Tử: học như thời tập chi, bất diệt lạc hồn. Nghĩa là học mà có cơ hội để thực tập hàng ngày, đó há không phải là niềm vui hay sao? Câu đó rất hay. Chúng ta được học và kinh, được nghe pháp thoại, và chúng ta có vô số cơ hội để đem những cái điều đó ra thực tập trong đời sống hàng ngày. Học như thời tập chi, bất diệt lạc hồn. Học mà có cơ hội để thực tập thường thường, đó há không phải là niềm vui hay sao? Câu này có thể viết treo thiền viện được. Nếu chúng ta không nắm vững được cái nguyên tắc tứ diệu đế, bốn sự thật, nếu chúng ta không biết cách đem áp dụng tám chi phần của bát chánh đạo vào trong đời sống hàng ngày để giải quyết những cái vấn đề khổ đau của chúng ta, thì cũng như là chúng ta muốn làm đạo hữu nhưng mà chưa nắm được cái kỹ thuật làm đạo hữu, và khi nói tới làm đạo hữu chúng ta lúng túng. Các sư chú, các sư cô đã nắm vững cái nghệ thuật và cái nguyên tắc làm đạo hữu, và đến khi nghe nói rằng là thứ tư tuần tới mình sẽ làm đạo hữu, thì trong lòng mình nó có một cái sự bình yên vô ý. Mình biết rằng mình có thể làm được chuyện đó, thành mình không có ngán gì cả. Giống như Terry mà nói rằng cần phải làm một cái tạp tập form, thì Terry không có sợ hãi gì cả, tại vì Terry nắm vững cái kỹ thuật làm apple pie ở trong tay. Cũng vậy, chúng ta chỉ sợ hãi khổ đau, chỉ sợ hãi khó khăn, chỉ sợ hãi những vấn đề nó trình bày ra trước mặt ta khi mà chúng ta chưa nắm vững được cái nguyên lý tứ diệu đế và nắm vững được cái phương pháp áp dụng tám cái chi phần của bát chánh đạo vào trong đời sống hàng ngày. Nguyên tắc tứ diệu đế là nguyên tắc y khoa, và người y sĩ trước hết phải có bổn phận nhận diện cái chứng bệnh nó đang được trình bày ra trước mắt mình, phải biết bệnh đó là bệnh gì, phải gọi đúng tên nó, và phải thấy được cái bản chất, cái hành tướng của cái bệnh đó. Nếu không nếu mình không thấy được cái hành tướng của bệnh đó thì mình không có thể nào gọi tên cái bệnh đó. Và khi mà thấy được hành tướng của bệnh đó rồi, nhìn sâu vào trong cái bản chất của bệnh đó, thì mình thấy được những cái nguyên do nào đã đưa tới cái chứng bệnh đó. Và khi mà đã thấy được những cái nguyên do xa gần đưa tới cái chứng bệnh đó, thì mình biết cái phương pháp để có thể làm cho cái bệnh đó nó ngưng lại. Ngưng lại tức là sự thật thứ ba, diệt đế. Và những cái phương pháp để làm cho cái bệnh đó ngưng lại tức là sự thật thứ tư, là đạo đế. Và người thầy thuốc cũng chỉ thực tập tứ diệu đế mà thôi, trong cái phạm vi y khoa, y học. Thì cái niềm đau của mình là một cái chứng bệnh, cái niềm lo của mình là một chứng bệnh, cái niềm sợ hãi của mình là một chứng bệnh, cái niềm bơ vơ của mình là một chứng bệnh. Mình phải nhận diện cái bệnh đó, mình phải thấy cái hành tướng của nó, mình phải thấy những cái nguyên do xa gần của nó,
và mình mới có thể thực tập cái chuyện chấm dứt nó bằng cái phương pháp gọi là phương pháp của con đường tám sự hành trì chân chính. Trong kinh Tương Ưng, Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya, có nhiều thầy đã nói tới cái nội dung của giáo lý bốn sự thật, như là thầy Gamvapati đã nói rằng nếu chúng ta thấy được khổ đế thì chúng ta thấy được ba đế khác là tập đế, diệt đế và đạo đế. Nếu chúng ta thấy được khổ đế và thấy được một cách sâu sắc thì ta đã thấy được tập đế, đạo đế và diệt đế. Vậy thì cái niềm đau mà chúng ta đang có ở trong con người của chúng ta là niềm đau nào? Cái khổ đó chúng ta đã thấy được chưa? Chúng ta có mang máng, có cảm tưởng mang máng là chúng ta đang khổ, chúng ta đang bị tràn ngập trong cái biển khổ đó, nhưng mà chúng ta không có một cái thấy về cái khổ đó, một cái thấy sâu sắc. Chúng ta chỉ than khổ mà chúng ta không biết được cái bản chất của cái khổ của chúng ta. Khổ đó có thể là một cái depression, khổ đó có thể là một cái sự sợ hãi, cái khổ đó có thể là một niềm thất vọng, một cảm tưởng bị chèn ép, bị đày đọa, bị ngược đãi, một cái cảm tưởng là mình gánh lấy tất cả những cái rủi ro ở trong cuộc đời, những cái bất công của xã hội đều là những cái khổ cả. Và chúng ta phải trực tiếp nhìn vào cái khổ đó để thấy được cái bản chất của nó. Và do đó cho nên cái chi phần đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến phải được tu tập. Ta than khổ nhưng mà ta phải biết cái khổ đó là cái khổ nào. Chúng ta phải có chánh kiến về cái khổ, ta phải gọi tên được nó, ta phải thấy được những cái hành tướng của nó. Ví dụ như là bệnh suyễn là một cái khổ. Bệnh suyễn nó có hành tướng của bệnh suyễn. Mỗi khi nó kéo lên thì mình nghẹt thở, mình không có thể thở được. Nó đem tới sự lo lắng, đem tới cái sự ngăn chặn tất cả những sinh hoạt khác của cơ thể. Và bệnh suyễn, nếu chúng ta nhìn sâu vào trong cái bản chất của nó và nhận diện tất cả những hành tướng của nó, là chúng ta có thể tìm ra được những nguyên do xa và gần đã đưa tới bệnh suyễn, những nguyên nhân nội tại và những cái nguyên nhân xung quanh chúng ta, những nguyên nhân vật chất và những cái nguyên nhân tâm lý đã đưa tới cái bệnh suyễn. Bệnh đau ruột cũng vậy, bệnh đau phổi cũng vậy, bệnh đau gan cũng vậy. Tất cả những bệnh đó đều phải được quán chiếu bằng con mắt của chánh kiến. Chúng ta phải dùng cái niệm lực, tức là sức mạnh của chánh niệm, để làm hào quang, để làm ánh sáng chiếu vào trong cái sự thật thứ nhất là khổ, để thấy được rõ ràng tất cả những cái hành tướng và cái bản chất của cái khổ của chúng ta. Chúng ta không thường làm như vậy, tại vì cái khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là chạy trốn cái khổ. Cái khổ nó có đó nhưng mà chúng ta không muốn nhận diện. Chúng ta tìm cách lượm những cái chất liệu để mà phủ lên nó, để giả bộ rằng cái khổ đó nó không có thật sự có mặt. Chúng ta ngụy trang, chúng ta giống như là một con đà điểu đi ở trong sa mạc, và khi thấy một con sư tử thì chúi đầu xuống cát, làm bộ như là con sư tử trước mặt không có,
Và chúng ta đi tìm cái sự bình an một cách rất là dại dột như vậy. Chúng ta ngụy trang, chúng ta lấp liếm, chúng ta che giấu cái khổ chúng ta đối với chính chúng ta. Đối với người khác mình nói tôi có khổ gì đâu, nhưng mà chính đối với mình cũng nói vậy, là mình không có khổ gì đâu. Và vì vậy cho nên mình thiếu một cái sự đối diện trực tiếp với cái khổ của chính mình. Mình không có chánh kiến về khổ. Vậy thì dùng chánh niệm, dùng chánh định để can đảm trực tiếp đi vào đối diện cái khổ của mình là công việc đầu tiên. Và cái sự quán chiếu về cái khổ đó, cái sự xúc tiếp trực tiếp với cái khổ đó, nó đưa cho chúng ta cái thấy rõ ràng về cái khổ, gọi là chánh kiến. Ta biết được những nguyên do gần xa, những nguyên do bây giờ và trong quá khứ sâu dài, những nguyên do nào đã đem tới cái bức bách, cái khổ đau nó có mặt trong hiện tại. Thường thường chúng ta chỉ đổ lỗi cho một nguyên do nào đó. Chúng ta nói vì cái người đó, hay là vì cái hoàn cảnh đó, hay là vì xã hội đó mà ta khổ. Và thường thường cái nguyên do đó nó là nguyên do ở ngoài chúng ta. Chúng ta đổ lỗi như vậy để cho nó khỏe. Thì thật ra cái sự đổ lỗi đó không phải là cái sự quán chiếu. Sự quán chiếu là phải có sự can đảm. Và vì vậy cho nên chánh niệm và chánh định là để mà làm việc quán chiếu đó, và làm một cách siêng năng, gọi là chánh tinh tấn. Những nguyên do xa và gần đã đem tới cái khổ của chúng ta phải nhận diện tất cả. Nếu quý vị sống trong cái thời đại mới, có viết, có mực, có máy vi tính, quý vị có thể dùng những cái dụng cụ đó để mà ghi lại một cách rõ ràng tất cả những cái nguyên do xa gần nó đã đưa tới cái khổ của quý vị. Xếp đặt từ A cho đến Z, tất cả những cái nguyên do gần xa đã đưa tới cái khổ của quý vị. Và đi tới đâu thì quý vị quán chiếu tới đó. Những cái nguyên do đó nó có ở trong ta, nó bắt nguồn từ ta, bắt nguồn từ nhận thức ta, bắt nguồn từ cái sinh lý của ta, bắt nguồn từ cái cách chúng ta ăn, chúng ta ngủ, chúng ta uống, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm việc trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải nhận diện những cái nguyên do đó và thấy rằng những nguyên do nào là thủ phạm nó đã đem đến cái khổ cho chúng ta. Rồi chúng ta mới nhìn ra xung quanh ta và thấy trong cái hoàn cảnh của chúng ta những nguyên do nào gần và xa đã đóng góp vào cái sự đem lại cái khổ đó cho chúng ta. Nguyên do đó có thể có từ cha, mẹ, từ ông bà, từ tổ tiên, từ xã hội, từ những người bạn của mình. Và mình phải có bổn phận liệt kê hết tất cả những cái nguyên do gần xa đã đem đến cái khổ đó cho mình. Và qua cái chánh kiến đó, mình có thể thấy những nguyên do đó nó trùng trùng vô tận. Và khi mà có được chánh kiến về cái nỗi khổ thì chúng ta có được cái chánh kiến về những nguyên nhân xa gần của nỗi khổ. Bây giờ đến cái phương pháp áp dụng. Nếu chúng ta biết rằng cái nỗi khổ đó nó đã được nuôi dưỡng bằng những chất liệu nào, thì chúng ta lập tức cắt cái nguồn thực phẩm của cái khổ đó. Tại vì khổ nó cũng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm. Chúng ta đã học và rằng ở trong kinh Bụt có nói tới bốn nguồn thực phẩm. Nguồn thực phẩm đầu tiên tức là đoạn thực, thức ăn đưa vào cơ thể bằng đường miệng. Nguồn thực phẩm thứ hai là xúc thực, tất cả những cái tiếp xúc của mình giữa sáu giác quan và sáu loại đối tượng, tất cả những hình ảnh, những âm thanh, những hương vị, những xúc chạm,
mà mình tiếp xúc trong hàng ngày nó đi vào trong cơ thể và tâm hồn của mình, nó là tạo ra những độc tố và nó đã gây ra cái chứng bệnh của mình trong hiện tại. Đó là nguồn thực phẩm thứ hai. Nguồn thực phẩm thứ ba là tư niệm thực, tức là cái mơ ước, cái tham vọng, cái lý tưởng của mình. Mình muốn thực hiện cái gì, mình muốn đạt tới một cái gì, thì cái ý chí đó, cái tham đắm đó, cái nguyện vọng đó là cái loại thực phẩm. Và nó có thể đã đưa tới cái nỗi khổ ngày hôm nay của chúng ta. Và thứ tư là thức thực. Nguồn thực phẩm thứ tư, tức là tâm ta đã tạo tác thực phẩm ở trong chính cái bản thân của nó. Tâm ta đã tưởng tượng, tâm ta đã bào chế, tâm ta đã nấu nướng, tâm ta đã tự nuôi dưỡng mình và tự đầu độc mình để cho hôm nay cái chứng bệnh nó phát xuất ở trong con người của mình, trên cái thân thể của mình và trong cái hoàn cảnh của mình. Tại chứng bệnh đó không phải chỉ trong thân và tâm chúng ta, chứng bệnh đó nó nằm ở trong hoàn cảnh của chúng ta và nó lây tới những người xung quanh chúng ta. Người thầy thuốc bao giờ cũng có một lòng tin. Lòng tin rằng là cái chứng bệnh đó có thể chữa trị được. Và có những phương pháp chữa trị. Thì đó là tín lực, tức là sức mạnh đầu tiên mà mình thấy ở trong ngũ lực. Người khổ đau cũng vậy, phải có niềm tin. Phải có niềm tin rằng có những phương pháp chữa trị cho niềm khổ đau của mình, và mình có thể có khả năng chấm dứt cái khổ đau đó bằng chánh pháp, bằng sự hành trì của mình, bằng sự yểm trợ của thầy và của bạn. Nếu không có niềm tin đó thì không có năng lượng và không có sự chữa trị. Và khi biết rằng những cái nguồn thực phẩm nào nó đã đưa tới cái bệnh, nó đưa tới cái niềm đau khổ hiện tại của chúng ta, thì chúng ta lập tức cắt đứt những nguồn thực phẩm, những nguồn thực phẩm đó. Và đó là sự thực tập giới trong phạm vi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói, chánh ngữ cũng là chánh thính, tức là nghe. Nói ra những điều nó có thể gây độc hại, nó có thể làm ung thối cái hoàn cảnh của chúng ta. Và cái hoàn cảnh ung thối đó nó sẽ trở lại đầu độc chúng ta. Cho nên chánh ngữ nó đối trị với tà ngữ. Hàng ngày chúng ta nói những câu nói nó làm ung thối cái hoàn cảnh. Và hoàn cảnh ung thối rồi thì nó sẽ truyền cho chúng ta những chất độc. Và vì vậy cho nên tà ngữ là một thực phẩm cần phải chấm dứt. Và thực tập chánh ngữ là để tránh cái tà ngữ đó, tránh sự ung thối đó. Chánh nghiệp tức là hành động chân chánh. Tại vì những cái hành động không chân chánh, những hành động có thể, những hành động không chân chánh cũng có thể làm hư hỏng, làm ung thối cái hoàn cảnh của chúng ta, làm ung thối cái liên hệ giữa mình với người khác, giữa mình và hoàn cảnh mình. Và khi mà hoàn cảnh ung thối thì nó nhiễm độc lại mình, tại vì mình sống trong hoàn cảnh.
Hoàn cảnh tức là cái sinh môi, mà chính mình làm cho hoàn cảnh bị ung thối bằng lời nói của mình và bằng cái hành động của mình. Chúng ta biết rằng nếu một dòng sông mà bị ô nhiễm thì cá trong dòng sông sẽ chết. Nếu cái hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội chúng ta ung thối thì chúng ta cũng sẽ chết. Chết vì cái sự ung thối đó, tại vì cái sự ô nhiễm của hoàn cảnh nó đi vào trong con người chúng ta và tâm lý chúng ta. Vì vậy cho nên sự thực tập chánh nghiệp là rất quan trọng. Mình phải làm gì, mình không được làm cái gì, tất cả đều là những phương thức trị liệu. Đứng về giới là còn có chánh mạng. Chánh mạng tức là những cái phương thức sinh sống chân chính. Cái phương pháp, những cái phương thức mưu sinh chân chính. Tại cái phương thức mưu sinh của mình có thể làm ô nhiễm cái hoàn cảnh của mình, có thể đầu độc cái hoàn cảnh của mình, và những cái độc tố đó sẽ trở lại làm nhiễm ô cái thân và cái tâm của mình. Có những người làm những cái nghề bắt buộc phải sát sanh rất nhiều, bắt buộc làm hư hỏng và ô nhiễm cái hoàn cảnh của mình rất nhiều. Làm những cái nghề nó khiến cho mình thất đức. Và trong khi làm cái nghề thất đức như vậy, thì những cái gì mình nghe, mình thấy nó đi vào trong mình. Mình đã giết hại các loài sinh vật, mình đã giết hại cỏ cây hoa lá, mình đã gây khổ đau, gây áp bức, gây nghèo đói cho những cái người khác. Thì những cái đó nó đi vào trong con người của mình, và mình nó làm cho ung thối cái trái tim và cái tâm thức của mình. Chúng ta thấy những người đó nhiều khi họ giàu, họ đi nhà thờ, họ đi chùa, họ cúng những số tiền rất lớn, họ cúng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn. Nhưng mà cái cúng dường đó là nó phát xuất từ cái sự sợ hãi, cái sự hối hận, cái mặc cảm tội lỗi, chứ không phải là do cái tình thương, do cái ý chí muốn đem lại hạnh phúc, muốn làm vơi bớt khổ đau của những loài khác. Những cái đại thí chủ đó, họ muốn mua chuộc cái tội lỗi của họ bằng tiền, tiền mà họ làm ra được bằng cái phương thức sinh sống không có chân chính. Và khi mà nhà thờ, khi mà chùa nhận những số tiền lớn như vậy, thì nhà thờ và chùa phải thấy được cái động cơ nào đã khiến cho những cái nhà triệu phú đó đem tới những số tiền lớn cũng nhiều. Phải làm thế nào để cứu chuộc họ? Cứu chuộc không phải là bằng số tiền, bằng sự khen ngợi, mà là làm thế nào để mở cho họ con đường, để cho họ thoát khỏi ra cái vòng nghiệp chướng mà họ đã tạo dựng cho chính cái bản thân của họ và cho gia đình của họ. Nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy rằng những cái vị mà mình gọi là đại thí chủ, những cái người đó nghiệp nặng, rất là nặng. Là tại vì cái sự cúng dường, cái sự bố thí của họ nó phát xuất từ cái sự sợ hãi của họ, nó phát xuất từ cái mặc cảm tội lỗi của họ. Chúng ta phải cứu giúp họ. Thường thường khi mà người ta tới cúng dường những cái số tiền to như vậy, thì nhà chùa hay là nhà thờ thường biệt đãi những người đó, coi những người đó như là tri kỷ. Nhưng kỳ thực những người đó là những người cần được nâng đỡ, cứu giúp hơn hết, cần được giáo hóa hơn hết.
khi chúng ta có những liên hệ không được tốt đẹp, không được hạnh phúc với những người xung quanh, chúng ta đã nói, đã làm những cái điều đã từng gây ra khổ đau cho người kia, thì những cái khổ đau không những là nó nằm ở trong người kia, mà nó nằm trong cái hoàn cảnh của chúng ta, và nó sẽ trở lại cho chúng ta, nó sẽ trở về cho chúng ta, và nó sẽ làm ra niềm đau của chính chúng ta. Luôn luôn nó đi trở về. Tất cả những cái lời nói và tất cả những cái hành động của chúng ta luôn luôn đi trở về với chúng ta. Bởi vì vậy cho nên giới ở đây có nghĩa là phải nói cho có trách nhiệm, phải hành động cho có trách nhiệm, phải tìm cách mưu sinh trong trách nhiệm, để đừng có làm ung thối cái hoàn cảnh, để rồi hoàn cảnh nó sẽ làm ung thối mình trở lại. Rất là quan trọng. Trong khi thực tập chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta sử dụng chánh niệm. Thì nếu không có chánh niệm thì chúng ta vẫn có thể nói những lời nói tà ngữ, chúng ta vẫn có thể có những hành động tà nghiệp, và chúng ta vẫn có thể có những cái phương tiện mưu sinh tà mạng. Chánh niệm là bó đuốc, chánh niệm là tiếng chuông, chánh niệm là sự nhắc nhở, để mỗi khi chúng ta có khuynh hướng nói một cái lời không chánh ngữ thì chúng ta biết rằng đó là một cái lời không chánh ngữ mà ta sẽ nói. Trong khi ta làm một cái hành động không phải là chánh niệm thì chính chánh niệm báo cho chúng ta biết rằng đó có thể là một cái hành động không phải là chánh niệm. Và khi mà chúng ta sắp sửa hay là đang sử dụng những cái phương tiện sinh sống không có chánh đạo thì chánh niệm cho chúng ta biết rằng đó là những phương tiện sinh sống không có chân chính, đó là tà mạn. Cho nên chánh niệm là bó đuốc, là tiếng chuông cảnh tỉnh. Và khi mà chúng ta thực tập chánh niệm trong mỗi giây mỗi phút ấy, mà không buông lơi thì cái đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là đừng để cho những cái hạt giống của khổ đau nó được tưới tẩm. Chánh tinh tấn là làm mọi cách để cho những hạt giống của hạnh phúc, của sức khỏe nó được tưới tẩm mỗi ngày. Và để thực tập chánh tinh tấn, chúng ta cần một tăng thân để mà nâng đỡ chúng ta. Có niệm thì chắc chắn nó sẽ có định. Và niệm định nó đi đôi với tinh tấn, và nó sẽ đưa tới chánh kiến, tức là cái thấy rõ ràng. Chánh kiến tức là tuệ giác. Các thầy ngày xưa đã nói rằng khi mà chúng ta thấy được một cái sự thật của bốn sự thật thì chúng ta thấy được ba sự thật khác. Điều này chúng ta phải chiêm nghiệm, điều này chúng ta phải thực tập. Có can đảm đối diện cái khổ đau của mình, có can đảm gọi tên cái khổ đau của mình, có can đảm đi tìm ra những cái gốc rễ gần và xa của niềm đau của mình, thì chúng ta sẽ có thể nắm được cái sự thật thứ hai là tập để. Mà nắm được tập để là đi được nữa đường. Chúng ta chưa làm gì hết nhưng mà chúng ta đã thấy được giải thoát, chúng ta đã nhận diện ra được những cái nguyên do khổ đau rồi, và chúng ta biết rằng bây giờ chỉ cần cắt đứt những cái dòng thực phẩm đã đưa tới khổ đau.
cái sự thực tập, chúng ta cần tới anh, cần tới chị, cần tới em, cần tới bạn, cần tới tâm thân. Và chúng ta phải cầu cứu. Này anh ơi, này chị ơi, này em ơi, hãy đến giúp tôi. Chúng ta không có thể thực tập như là một cái hải đảo riêng biệt được. Tại vì trong chúng ta, người nào cũng cần tới tăng thân, cần tới những người anh, những người em, những người chị của chúng ta. Chúng ta nhờ tới những người khác, rồi đến lượt chúng ta có thể yểm trợ cho những người khác trong cái sự thực tập của họ. Vậy thì nắm được cái nguyên tắc tứ diệu đế, tức là nắm được cái nguyên tắc của hành động. Và trong thời đại mới, chúng ta có thể dùng bút mực để chúng ta thiền quán, và chúng ta ghi ra hết trên giấy trắng bằng mực đen tất cả những cái nguyên do, tất cả những cái hành tưởng của cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta. Và nếu cần thì chúng ta hỏi người bạn của chúng ta, người sư anh của chúng ta, người sư chị của chúng ta, người sư em của chúng ta, để chúng ta có thể thừa hưởng được cái tuệ giác của người đó, của những người đó. Theo anh, theo chị, theo em thì cái niềm đau nỗi khổ của tôi còn có những cái lý do như thế nào nữa. Và tăng thân sẽ như một bó đuốc chiếu rọi vào ở trong cái tình trạng của chúng ta, và nhờ cái sự quán chiếu đó của tăng thân mà cái chánh kiến của chúng ta càng ngày càng sáng. Tu không có nghĩa là mình chỉ sử dụng cái niệm, cái định và cái tuệ của mình. Mình phải biết lợi dụng cái niệm, cái định, cái tuệ của thầy, của bạn. Có những cái điều nó sờ sờ trước mắt đó mà mình không trông thấy. Có thể một đứa bé nó trông thấy, tại vì đứa bé đó nó không có chủ quan. Còn mình thì mình chủ quan, mình bị giam hãm trong một cái ý kiến của riêng mình. Ý kiến của mình, nhận thức của mình, tri giác của mình là một nhà tù, và mình bị giam hãm trong cái nhà tù đó. Rõ ràng đối với người khác thì cái nguyên do chính của cái niềm đau của mình là nó như vậy, nó rất rõ ràng mà không bao giờ mình công nhận hết. Tại mình không có dám đối diện với sự thật. Mình sống trong ảo vọng, mình là con đà điểu chui đầu xuống cát để không thấy con sự thật. Những cái điều một em bé 3 tuổi cũng có thể thấy và chỉ cho mình, nhưng mà mình không chấp nhận. Tại mình đã nằm ở trong cái nhà tù của ý niệm, của tri giác. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp mở ra để mình có thể hỏi được em bé, để mình có thể hỏi được một người cháu, một người em, một người chị, một người anh, một người thầy, để nhờ cái tuệ giác của họ mà chỉ bảo cho mình. Điều này rất là quan trọng. Có người mang cái tri giác sai lầm của mình 10 năm, 20 năm và bị giam hãm trong cái tri giác sai lầm đó, trong cái sự cố thủ đó, mà không thấy một điều, không thấy được những cái điều rất là đơn giản, những điều mà một đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi cũng có thể thấy được. Cho nên trong cái công trình quán chiếu, mình phải có can đảm hỏi, mình phải có can đảm nhờ một người bạn, một người anh, một người chị giúp cho mình, để mình có cái chánh kiến về những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Theo em thì tôi đau khổ vì sao? Cái niềm đau của tôi đó có những lúc thế nào? Và sẽ có những cái chỉ dẫn rất là bất ngờ.
thường thường cái nguyên do của nỗi khổ của chúng ta có thể từ bên ngoài đi tới, có thể từ ông bà, từ tổ tiên trao truyền lại, có thể từ một người bạn, có thể từ hoàn cảnh xã hội, có thể từ cái sự không may mắn mà đi tới. Nhưng mà chính vì chúng ta mà cái nguyên do đó nó trở thành ra một nguyên do quan trọng, nó tạo ra nỗi khổ của chúng ta. Những người thông minh, những người cởi mở, những người biết học hỏi, biết tu tập, họ cũng có thể tiếp nhận cái nguyên do như mình. Nhưng mà nguyên do đó không có lớn để có thể trở thành ra cái niềm đau to lớn của mình lúc bây giờ. Riêng mình đã vì cái sự vô minh của mình đã vì cái sự cố chấp của mình, vì cái sự dài dòng của mình đã biến một cái hạt cát thành ra một cái hòn núi Thái Sơn, do cái sự vụng về của mình, do cái sự cố chấp của mình. Và trong khi đó thì mình hoàn toàn đổ lỗi cho cái nguyên do đó. Sự thực là cái nguyên do đó nó có, nhưng mà nó nhỏ, nó không đủ lớn để tạo ra cái niềm đau nó khúc của mình. Chính mình trong khi tiếp nhận cái nguyên do đó đã phóng đại nó lên, đã làm cho nó trở thành một nguyên do to lớn, bản chất cái niềm đau nó khúc của mình. Vì vậy cho nên cái tri giác của mình, cái nhận thức của mình, nó là thủ phạm, nó chịu trách nhiệm trong cái niềm đau nữa của con mình. Đó là sự thực tập và quán chiếu về tập, tức là cái nguyên do. Ngồi trong núi một mình, ngồi trong rừng một mình, ngồi trong thiền đường của mình để quán chiếu, mình có thể thấy được. Nhưng mà ngồi ở ngoài vườn trúc với một người bạn, nói chuyện với người bạn với tâm trạng cởi mở, thẳng thức, mình cũng có thể thấy được. Và đôi khi mình thấy được rõ hơn là khi mình ngồi. Và khi biết được tất cả những nguyên do gần xa nó đưa tới mình niềm đau của mình rồi, thì chỉ cần áp dụng những cái chi phần khác của bát chánh đạo đi vào là cái niềm đau đó nó bắt đầu nó được thuyên giảm. Nó có thể thuyên giảm ngay trong ngày thứ nhất, và tới ngày thứ hai mình đã thấy nhẹ nhàng. Có khi nó cần nhiều tháng, nhưng mà khi mà đã thấy được cái sự thực thứ hai rồi thì sự thuyên giảm là một cái điều không thể tránh được. Chỉ khi nào mình đóng cửa tâm hồn của mình lại, mình khư mình ôm lấy niềm đau của mình không có chịu chữa trị, thì niềm đau đó nó mới tồn tại, nó mới càng ngày càng lớn. Trước khi mà mình đã có ý nguyện chữa trị, khi mình đã có đức tin ở nơi con đường chữa trị, thì thế nào cái niềm đau đó nó cũng sẽ giảm bớt. Mà theo cái ánh sáng của đạo Phật thì nguyên do của niềm đau tới 80%, 90% nó nằm ở trong cái tự thân của chính mình. Cái phương pháp mình tiếp nhận những cái rủi, những cái may, những cái hoàn cảnh của mình, nó làm ra cái niềm đau của mình. Tại sao người khác cũng trong cái hoàn cảnh đó, cũng tiếp nhận những cái điều kiện đó mà người khác đó không có niềm đau? Tại cái phương pháp tiếp nhận và tiếp xử với cái hoàn cảnh đó, nó là một phương pháp khác. Rồi chúng ta học nguyên tắc tứ đế để làm gì? Chúng ta học nguyên tắc tứ đế để chúng ta có một niềm tin rằng là nếu có niềm đau thì có thể có sự chấm dứt niềm đau.
và chúng ta phải áp dụng cái nguyên tắc y khoa đó vào trong những cái vấn đề của chúng ta. Cái khổ là cái mà chúng ta phải nhận diện, nhưng mà chúng ta đừng có nói khổ một cách tổng quát, chúng ta phải nói cái khổ nào, phải gọi đúng tên tôi, gọi đúng cái tên của nỗi khổ đó. Chứ nói rằng đời là khổ thì nói như vậy nó mơ hồ quá, nó không có ích lợi gì cả, nó có hại nữa. Mình phải nói có cái khổ này này, tôi gọi tên nó là tên này, và tôi muốn đối diện nó, tôi muốn tìm ra cái chân tướng của nó, những triệu chứng của nó, những cái tác hại của nó trên tôi và trên người xung quanh. Tại thường thường cái khổ của mình nó có tác hại đến những người xung quanh mình, và khi mình đối trị được cái khổ của mình thì mình cũng giúp những người xung quanh của mình. Nếu quý vị tiếp nhận được cái thông điệp của Bụt thì quý vị phải áp dụng cái nguyên tắc tư duy đấy. Mà nếu quý vị thấy được bằng chánh kiến cái sự thực thứ nhất, cái sự thực thứ hai, thì cố nhiên quý vị sẽ thấy được cái sự thực thứ ba. Học như thời tập chi, mỗi ngày có vô số những cái cơ hội để áp dụng những cái chi phần của Bát Chánh Đạo vào trong đời sống hàng ngày, để cắt đứt những cái nguồn thực phẩm nó đã tạo nên cái khổ, và đưa vào những cái loại thực phẩm lành mạnh nó trị liệu cái khổ của mình. Có hai cách: một cách là cắt đứt những cái thực phẩm độc hại, và thứ hai là đưa vào những cái thực phẩm tươi mát, nuôi dưỡng lành mạnh. Đó là phương pháp hành trì của chúng ta, tứ tâm những hạt giống lành mạnh, thương yêu, hiểu biết, vui sống, và cắt đứt cái nguồn thực phẩm độc hại. Thật ra người thiền tập, người tập thiền ngày hôm nay phải có một cái cuốn sổ. Nếu cần thì có thể dùng máy vi tính. Nhưng một cái sự thật là mình phải có một cái thấy rất rõ ràng, rất rõ ràng về bốn nguyên tắc đó. Và biết rằng những cái lời nói nào, những cái hành động nào nó gây ung thối trong thân, trong tâm mình, trong hoàn cảnh mình, rồi nó gây ung thối trong thân tâm những người khác và hoàn cảnh người khác, và nó trở lại gây ung thối thêm trong thân và trong tâm của chính mình. Và khi mà thấy được rồi và áp dụng được rồi thì mình thấy có một niềm tin chánh pháp, mình không sợ hãi nữa. Khổ thì khổ, mình không có ngán nữa. Cái sự khác nhau giữa một vị giác ngộ như là Bụt hay các vị Bồ Tát và mình là chỗ các vị đó cũng có những vấn đề, nhưng họ không sợ hãi, tại vì họ biết cách giải quyết những vấn đề. Một bậc thánh thì có thân và có tâm, và trong thân và trong tâm thì nó có hoa và có rác. Các bậc thánh cũng có hoa trong tâm, cũng có rác trong tâm, cũng có hoa trong thân, cũng có rác trong thân. Là tại vì hoa thế nào nó cũng thành rác, đứng về phương diện sinh lý cũng như là đứng về phương diện tâm lý. Không thể nào có hoa mà không có rác. Hoa sinh lý nó thành rác sinh lý, hoa tâm lý nó thành rác tâm lý. Và những cái điều đó các bậc thánh cũng đi qua giống hệt như mình. Cái sự khác nhau là chỗ các vị biết chuyển rác thành hoa trở lại một cách rất là dễ dàng. Còn chúng ta thì ôm lấy cái rác mà chịu đựng. Chúng ta ôm lấy cái rác mà chịu đựng là tại vì chúng ta chưa nắm vững được cái phương pháp thực tập bốn sự thật và con đường của tám sự hành trì chân chánh. Nếu chúng ta học như thời tập chi, nghĩa là ngày nào cũng biết áp dụng những cái chi phần của Bát Chánh Đạo vào trong đời sống một ngày, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm được
cái pháp đó một cách rất là vững chãi, như là các sư cô ở Sông Hà nắm được cái phương pháp làm tổ hụ. Và khi đã nắm được cái pháp rồi thì pháp với buộc là một, mình luôn luôn được an trú với tam bảo. Quý vị về làng Hồng chẳng hạn, quý vị thực tập những điều rất đơn giản như là bước chân chánh niệm và tiếng chuông. Thì quý vị được nghe giảng về bước chân chánh niệm, quý vị nghe được nghe giảng về tiếng chuông chánh niệm. Nhưng mà có thể quý vị ở 3 tuần ở làng Hồng mà đến khi về nhà quý vị không có đem bước chân về được và không có đem tiếng chuông về được, tại vì quý vị không có học như thời tập chí. Bước chân của quý vị nó còn nhẹ hều, nó còn rất là run rẩy. Cái tiếng chuông của quý vị chỉ cần một cái động, một cái âm thanh nào đó nó tan biến như một làn sương mỏng, thì cái bước chân đó và tiếng chuông đó làm sao đem về nhà được, đem về thành phố của mình được. Bước chân đó rất vững, tiếng chuông đó rất vững mà đem về nhà còn bị đánh bạc bởi cái hoàn cảnh xã hội nữa, huống hồ là bước chân đó rất đang còn yếu đuối và tiếng chuông đó đang còn yếu đuối. Học như thời tập chi, mỗi ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ cơ hội để mà thực tập cho nó vững chãi. Bài thực tập và tứ đế và bát chánh đạo là bài thực tập hàng ngày của chúng ta. Những cái chi phần của bát chánh đạo cần phải được chuyển dịch thành hành động, thành sự tu tập trong đời sống hàng ngày. Nó không có được, nó không có nên tồn tại dưới hình thức giáo lý. Chúng ta có nhiều giáo lý quá, và giáo lý đó nó khơi khơi, nó không có dính líu nhiều tới đời sống hàng ngày. Trong đạo Bụt chúng ta cũng nói đến 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo, trước hết là có tứ niệm xứ, tức là bốn lĩnh vực quan niệm, rồi tới tứ chánh căn. Tứ chánh căn tức là tinh tấn, rồi tới ngũ căn, tức là năm cái căn cứ để phát xuất ra những cái nguồn nội lực hùng hậu của sự thực tập, là ngũ lực, ngũ căn và ngũ lực. Tứ niệm xứ, tứ chánh căn, ngũ căn, ngũ lực, rồi đến thất bồ đề phần, và tiếp đến là bát thánh đạo phần. Ở giữa đó thì có một cái nữa gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc nó là pháp số 4, tứ niệm xứ, tứ chánh căn, rồi tới tứ như ý túc. Tứ như ý túc mình không có được học ở trong cái khóa học căn bản này. Như ý nó có nghĩa là thực hiện được như cái lòng mình nó mong mỏi. Như ý như là phép lạ. Phép lạ đó nó được thực hiện bằng bốn cái yếu tố. Thứ nhất là dục. Dục tức là cái ước muốn của mình, cái ý chí của mình, gọi là dục như ý. Thứ hai là cần như ý túc. Cần tức là sự sinh năng. Thứ ba là tâm như ý túc, tức là cái tâm của mình nó có khả năng biến hiện ra tất cả mọi cái. Và thứ tư là quán như ý túc. Như ý túc là những cái phép lạ mà chúng ta có thể thực hiện được ở trong cuộc đời. Những phép lạ mà
Trong đó cái phép lạ lớn nhất đó là giáo hóa những ý thức, tức là cái hoàn cảnh khổ đau, cái hoàn cảnh tuyệt vọng, mà nhờ cái sự giáo hóa của mình mà nó trở thành ra một hoàn cảnh có hy vọng, có niềm tin, một hoàn cảnh có an lạc, có giải thoát, có chịu hóa. Đó là cái thần thông lớn nhất mà Bụt nói đến tôi. Vậy thì mình tu tập như thế nào để mình có cái khả năng giáo hóa, chuyển đổi một cái hoàn cảnh tối tăm tuyệt vọng thành một hoàn cảnh tươi sáng có chịu hóa? Thì đó gọi là cái thần thông lớn nhất trong tất cả các thứ thần thông. Còn bay lên trên không khí, hoặc là bước ngang, bước trên mặt nước mà không có chìm, những cái thần thông đó là những thần thông không đáng để cho mình thực tập. Thì tứ niệm xứ, tứ chánh trần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thân mật phần, cộng lại là 37 phẩm trời đạo. Và 37 phẩm trời đạo đó rút cuộc lại nó chỉ có 10 yếu tố, nó làm là 37 phẩm. Thứ nhất là yếu tố tín. Tín là niềm tin. Niềm tin là cái năng lượng cần có của mỗi chúng ta. Thì tín nó có trong ngũ căn và ngũ lực, tín căn và tín lực. Thứ hai là giới. Yếu tố thứ hai là yếu tố giới. Yếu tố giới nó được dịch ra thành chánh ngữ, chánh mạng và chánh nghiệp. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Yếu tố thứ ba là chánh tư duy. Chánh tư duy tức là suy nghĩ đúng theo chánh pháp, nghĩa là đúng theo chánh kiến. Thứ tư là tấn. Yếu tố tấn nó nằm ở trong tứ chánh căn, nó nằm ở trong tấn căn, nó nằm trong tấn lực, nó nằm trong tấn giác chi, và nó là một chi phần của bát chánh đạo, gọi là chánh tinh tấn. Thành ra tinh tấn nó có ở trong tứ chánh căn này, ngũ căn này, ngũ lực này, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Yếu tố thứ năm là yếu tố niệm. Yếu tố niệm nó cũng có ở trong ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Yếu tố thứ sáu là định. Yếu tố định nó có ở trong tứ thần túc, tức là định như ý túc. Nó trong có trong ngũ trắc căn, nó có trong ngũ lực, và nó có trong thất giác chi, nó có trong bát chánh đạo. Trong cái đó mình tìm thấy định. Và tuệ là cái yếu tố thứ bảy. Yếu tố tuệ mình thấy trong tứ niệm xứ, mình thấy trong ngũ căn, mình thấy trong ngũ lực, mình thấy trong giác chi, thất giác chi, gọi là trạch pháp. Trạch pháp giác chi tức là bản chất của nó là tuệ, và nó có trong chánh kiến, nó nằm ở trong bát chánh đạo. Đó là tuệ. Yếu tố thứ tám là khinh an, thì nó nằm ở trong thất giác chi. Yếu tố thứ chín là hỷ, nó nằm ở trong thất giác chi, là hỷ giác chi. Và yếu tố thứ 10 là yếu tố xả. Yếu tố xả nó nằm trong thất bồ đề phần, thất giác chi. Và khi mà quý vị làm lại một cái bảng liệt kê đó, thì 37 phẩm trời đạo đó mà góp lại từng nhóm thì mình chỉ có 10 nhóm thôi. 10 nhóm đó tức là tín, giới, tư duy, tấn, niệm, định, tuệ, khinh an, hỷ và xả. 10 cái đó đã phối hợp thành ra 37 pháp trời đạo. 37 pháp trời đạo là những phương pháp thực tập căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy. Nói những cái lời để kết thúc khóa tu thì chúng ta nên nói những lời này. Giáo lý bốn sự thật đã được tra truyền như là nguyên tắc hành động. Giáo lý
con đường có 8 sự hành trì chánh chánh đã được trao truyền như là phương thức cụ thể để giải quyết những cái vấn đề mà chúng ta có trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta tiếp nhận mà không đem ra thực tập thì chúng ta phụ cái ơn của Đức Thế Tôn, của các vị tổ đã trao truyền cái giáo lý cụ thể thực tiễn đó cho chúng ta. Chúng ta phải biết rằng trong mỗi con người đều có những cái niềm đau nỗi khổ, và chúng ta biết rằng để giải quyết niềm đau nỗi khổ đó chúng ta cần tới pháp, mà pháp ở đây tức là tứ niệm và bát chánh đạo. Những cái giáo lý khác có thể giúp đỡ chúng ta một phần nào trong cái sự thực tập bát chánh đạo, nhưng mà bát chánh đạo đã là cái phương pháp đầy đủ để giải quyết những khổ đau của chúng ta. Chúng ta đừng có nói rằng là chúng ta không có được học đủ, chúng ta chỉ cần học cái bài học tứ đế và bát chánh đạo là chúng ta đã có thể hành trì và giải quyết những khổ đau của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần thực tập, và chúng ta phải nương vào tăng thân để thực tập, thì chắc chắn chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề khổ đau của chúng ta. Khóa tu hôm nay được chấm dứt. Có thể có được nhiều người trong chúng ta còn có cơ hội gặp nhau trong những khóa tu khác. Có thể có một vài người sẽ không có cơ hội để gặp lại tăng thân này và tiếp tục trong những khóa tu khác. Nhưng mà cái sự thật là nếu chúng ta đã tiếp nhận tứ đế và bát chánh đạo trong cái tinh thần thực tiễn của nó, tinh thần học như thời tập chi của Đức Khổng Tử, thì thiết nghĩ rằng là cái sự tiếp nhận này đã đầy đủ để chúng ta có thể đem cái pháp bảo áp dụng vào trong suốt cuộc đời của chính chúng ta. Chỉ có một điều cần nhắc nhở là sự thực tập tứ đế và bát chánh đạo nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn cả 10 lần, hơn cả 100 lần nếu chúng ta thực tập trong cái hoàn cảnh của một tăng thân.